Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 1 năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh xác định chủ đề năm 2021 là năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư. Thành phố cũng quyết tâm tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của chính phủ, vừa kiểm soát tốt dịch COVID-19, vừa triển khai có hiệu quả các chương trình phục hồi kinh tế trên các ngành lĩnh vực. Thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 do Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức. Nhìn lại năm 2020, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng 1,39% so với cùng kỳ, không để GDP tăng trưởng âm, xuất khẩu đạt hơn 43 tỷ đô la Mỹ, thu hút đầu tư từ nước ngoài đạt hơn 4,3 tỷ đô la. Có hơn 40.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 1,1 triệu tỷ đồng. Thu ngân sách là 372.783 tỷ đồng, đạt 91,86% dự toán. Tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 đã tăng từ mức 62,1% lên 71,45%. Thành phố hoàn thành 16 chỉ tiêu đã đề ra, trong đó có 2 chỉ tiêu vượt. Đây là kết quả đáng khích lệ, đặc biệt là trong bối cảnh giữ vững những thành quả của công tác phòng chống dịch, vừa phục hồi kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Năm 2021 sẽ có nhiều khó khăn. Tôi đề nghị tất cả các ngành, các cấp, các đoàn thể, các doanh nghiệp, hiệp hội tập trung trí tuệ, nâng cao trách nhiệm, quán triệt sâu sắc phương châm của chính phủ đề ra trong năm 2021 là đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển. Chặng đường phục hồi kinh tế phía trước sẽ còn gặp nhiều khó khăn thách thức, chủ yếu do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đòi hỏi các giải pháp phù hợp trong thời gian tới. Riêng trong năm 2021, ngành ngân hàng thành phố tiếp tục đăng ký và giải ngân gói tín dụng ưu đãi. Về chương trình này thì chúng tôi đã có văn bản triển khai đến các tổ chức tín dụng và có thể là đến cuối tháng này sẽ báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố về cái gói ưu đãi cho năm 2021. Năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra 9 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đặc biệt là triển khai kế hoạch thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố theo nghị quyết số 131 và nghị định hướng dẫn của chính phủ, tập trung thực hiện nghị quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo đúng tiến độ, nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các sở ngành của thành phố trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: phải quyết tâm thực hiện tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, tổ chức và doanh nghiệp, phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong xếp hạng chỉ số PCI trong năm 2021, tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép, doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép. Phát huy hiệu quả tích cực từ gói hỗ trợ doanh nghiệp lần 1, thành phố sẽ triển khai gói hỗ trợ doanh nghiệp lần 2 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị phải tập trung triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11 có hiệu quả ngay từ năm đầu và đầu năm, trong đó tập trung triển khai đảm bảo tiến độ 49 nội dung chương trình đề án trong 3 chương trình đột phá về đổi mới quản lý, phát triển hạ tầng, phát triển nhân lực và văn hóa, một chương trình trọng điểm về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực thành phố, hoàn thành trong quý 1 năm 2021. Thành phố cũng sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, đồng bộ với việc hoàn thành xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trên toàn cầu, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh đó, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố cùng các cấp chính quyền và toàn hệ thống chính trị đồng hành cùng doanh nghiệp thành phố, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đồng cam chia sẻ để cùng vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế, chính trị, an sinh xã hội và đạt được những thành tựu nổi bật. Một trong những thành tựu quan trọng trong năm 2020 là cộng đồng doanh nghiệp thành phố đồng hành cùng cả nước thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành công và việc chính phủ, chính quyền thành phố đồng hành cùng với doanh nghiệp ổn định sản xuất, tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế dương. Đây có thể được xem là một nỗ lực và kỳ tích của Việt Nam. Để thực hiện nghiêm ngặt các quy định trên, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ đã phải hy sinh sản xuất kinh doanh để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Chính vì vậy, không một doanh nghiệp nào có người lao động bị nhiễm bệnh hay lây nhiễm cộng đồng,
Trong khi đó, việc đổi mới mô hình kinh doanh, xúc tiến thương mại, liên kết hợp tác mở rộng chuỗi kinh doanh giữa các doanh nghiệp cũng cho thấy ngày càng có hiệu quả. Tại hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tiếp tục sứ mệnh đồng hành cùng doanh nghiệp, nắm bắt các khó khăn mà doanh nghiệp đối mặt để kịp thời kiến nghị thành phố giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ hiệu quả các chương trình phục hồi kinh tế. Còn năm 2021 thì cũng phải nói rằng là chúng ta cũng đứng trước nhiều thời cơ nhưng mà cũng rất nhiều thách thức. Trong đó chúng ta thấy rằng là dịch Covid-19 cũng chưa có dấu hiệu dừng lại, và trong một chừng mực nào đó là có nguy cơ bùng phát. Thì Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố cần phải có suy nghĩ, nghiên cứu, tìm tòi để chúng ta có thể tận dụng được các thời cơ, những thuận lợi và vượt qua những khó khăn thách thức để có thể hiến kế, góp ý cùng với chính quyền thành phố tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chúng ta có một cái nền tảng thuận lợi để mà tiếp tục phát triển đi lên trong điều kiện cực kỳ khó khăn như hiện nay. Với phương châm hoạt động, năng động, sáng tạo, liên tục đổi mới và thích ứng nhanh với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2021 đến năm 2025 của thành phố. Bên cạnh đó, cùng chủ đề đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, nâng tầm hội nhập, năm 2021, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng kế hoạch triển khai chương trình phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo theo 13 chương trình đề án do Đại hội Đảng thành phố lần thứ 11 đề ra. Theo kế hoạch, hôm nay sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khánh thành đường băng mới. Đường bay có khả năng tiếp nhận nhiều loại máy bay thế hệ mới với tải trọng lớn hơn. Có thêm đường băng là một giải pháp cho nạn kẹt sân bay, giảm thiểu tình trạng trễ giờ bay. Có lẽ đó là điều mà các hành khách rất mong chờ. Đường băng cất hạ cánh mới được nâng cấp này dài 3.048m, rộng 45,72m, là một trong hai đường băng ở sân bay Tân Sơn Nhất đã bị xuống cấp và hư hỏng, được đầu tư nâng cấp lại. Theo đơn vị quản lý dự án, vào giữa tháng 12 năm 2020, Việt Nam đã thuê một đơn vị nước ngoài thực hiện các chuyến bay hiệu chuẩn để kiểm tra đường băng và các thiết bị, với kết quả đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của sân bay quốc tế cấp 4E. Đường băng này sẽ tiếp nhận nhiều loại máy bay thế hệ mới với tải trọng và áp suất bánh hơi lớn như máy bay Airbus A350-900, Boeing B787-9, B787-10. Bộ Giao thông Vận tải khẳng định việc nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất góp phần làm tăng công suất của khu bay lên khoảng 50 triệu hành khách một năm. Trong bối cảnh ngành tư pháp có nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 luôn có những diễn biến phức tạp, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực cố gắng bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, triển khai toàn diện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2020, một trong những công tác nổi bật của Sở Tư pháp là tham mưu tốt cho thành phố các văn bản chỉ đạo cụ thể việc thực hiện các biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế thực hiện biện pháp cách ly y tế và xử lý các hành vi chống lại việc áp dụng biện pháp cách ly y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Sở cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông cấp lý lịch tư pháp, giấy phép lao động. Sở đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, ban hành kế hoạch liên tịch về kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu địa chính tại thành phố. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, năm 2021, Sở Tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thực thi thể chế pháp luật, tạo hành lang pháp lý phù hợp và ổn định cho sự phát triển bền vững kinh tế xã hội của thành phố. Thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuộc ngành tư pháp. Với những thành tích đạt được, năm 2020, Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là đơn vị đứng đầu khu vực thi đua miền Đông Nam Bộ, đứng thứ hai toàn quốc và đạt danh hiệu cờ thi đua ngành tư pháp. Nhằm giúp cán bộ công chức viên chức hiểu rõ hơn về công tác kê khai tài sản thu nhập, Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 130 ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. Các đại biểu được nghe giới thiệu những nội dung chính của Nghị định số 130. Nghị định cũng quy định thời điểm, hình thức và việc tổ chức công khai bản kê khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người dự kiến được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dự kiến bầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp nhà nước.
Thưa quý vị, năm 2020 là một năm đầy biến động. Người lao động ở nhiều ngành nghề bị mất việc làm hoặc thu nhập giảm sút. Tuy nhiên, ngay trong lúc các lao động phổ thông bị mất việc, thì lao động đã qua đào tạo vẫn được các doanh nghiệp săn tìm và tuyển dụng. Nhu cầu này càng nhiều hơn về cuối năm khi các đợt tuyển dụng lớn đang được các công ty thực hiện. Những tấm biển tuyển dụng rất mới lại được dựng lên trước cửa các nhà máy. Số lượng các công ty tuyển dụng trở lại đang tăng nhằm lấp đầy những việc làm đã mất trong năm 2020. Mặt khác, do kinh tế một số nước bắt đầu phục hồi nên nhu cầu về hàng xuất khẩu tăng, cùng với làn sóng dịch chuyển, mở rộng sản xuất tại Việt Nam của một số tập đoàn lớn cũng làm cho nhu cầu tuyển dụng tăng trở lại. Mảng sản xuất thì có một cái tín hiệu khá là tích cực đối với cái mảng về điện tử. Ví dụ như là các doanh nghiệp điện tử ở Việt Nam bao gồm có các hoạt động sản xuất, chế xuất ra nước ngoài cũng như là hoạt động sản xuất rồi phân phối tại Việt Nam thì vẫn có nhu cầu tuyển dụng. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là từ giờ cho đến cuối năm cùng với sự gia nhập của rất nhiều các doanh nghiệp Nhật Bản họ đến với thị trường Việt Nam thì mảng sản xuất ở khu vực này cũng như là nhu cầu tuyển dụng ở trong khu vực này cũng sẽ tiếp tục gia tăng. Dù các công ty ưu tiên tuyển lại người cũ, song vẫn có nhu cầu tuyển thêm, đặc biệt là lao động có tay nghề. Nay để phục vụ cho nhu cầu về sản xuất thì công ty đang cần tuyển khá là nhiều lao động phổ thông, đặc biệt là lao động công nhân về xưởng hàn, xưởng gia công chi tiết và xưởng sơn. Theo kết quả điều tra, nhu cầu tuyển dụng lao động khối kỹ thuật của các doanh nghiệp năm 2021 tăng vọt khoảng 815.000 người và năm 2022 ước vào khoảng 817.000 người. Trong đó, nhu cầu tuyển mới lao động có trình độ cao đẳng là cao nhất, tiếp đến là trình độ trung cấp và sơ cấp. Trong giai đoạn là tháng 9, tháng 10, tháng 11, 12 trở về đây thì cái nhu cầu cái cũng đã ổn định dần. Và một số doanh nghiệp thì cũng đã có cái đơn hàng trở lại là cũng là chuẩn bị là cho cái hoạt động nó cũng khởi sắc hơn. Cho nên thì nhu cầu là cần lao động, tuyển lao động thì cũng có cái nhu cầu các doanh nghiệp cũng đang cần. Nếu tình hình dịch bệnh được khống chế, sẽ không còn chuyện sa thải lao động vào dịp cận Tết, bởi đây sẽ là tài sản đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục sản xuất. Cũng theo dự đoán, năm 2021, thị trường lao động Việt Nam sẽ có thêm từ 600.000 đến 800.000 việc làm mới. Với những điều kiện khách quan về hội nhập kinh tế quốc tế và các chủ trương chính sách phát triển kinh tế là điều kiện phát triển thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh trong các năm tới. Dự báo một số ngành tiếp tục có xu hướng phát triển thu hút nhân lực như điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí, tự động hóa, công nghệ thực phẩm, logistics, thương mại điện tử. Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh dự báo nhu cầu nhân lực thành phố năm 2021 cần khoảng 270.000 cho đến 300.000 chỗ việc làm, trong đó có 140.000 chỗ việc làm mới. Riêng trong quý 1 cần khoảng 70.000 đến 75.000 chỗ làm việc, các doanh nghiệp thực hiện kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho hoạt động ổn định phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh. Cụ thể, nhu cầu nhân lực tập trung ở các ngành như kinh doanh, thương mại dịch vụ, phục vụ, dệt may, giày da, chế biến thực phẩm, hóa chất, nhựa, cao su, dịch vụ thông tin tư vấn, chăm sóc khách hàng, vận tải, kho bãi, dịch vụ cảng, công nghệ thông tin, du lịch, nhà hàng, khách sạn. Mời quý vị theo dõi nội dung điểm báo. Xoay quanh hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021, báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai gói hỗ trợ lần 2 đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh tập trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu, nhất là những ngành, lĩnh vực, công đoạn có hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng cao. Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai đảm bảo 4 chương trình đột phá trọng điểm phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành và đưa vào vận hành dự án chống ngập, cơ bản hoàn tất thi công và đưa vào vận hành khai thác thương mại tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, hoàn tất giải phóng bồi thường mặt bằng tuyến đường sắt đô thị số 2 Bến Thành Tham Lương, cũng như khởi công nhiều dự án bệnh viện, công trình quan trọng khác. Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ mới trong năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung với tinh thần, công việc đòi hỏi sự khẩn trương, không được phép chậm trễ. Do đó, cần nhanh chóng xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thành phố cam kết chính quyền thành phố quyết tâm tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc của cơ quan hành chính nhà nước, theo tinh thần phục vụ, giảm dần các biện pháp mệnh lệnh hành chính, phát hiện chấn chỉnh và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm trong công tác quản lý nhà nước, việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, bảo đảm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đề ra, tạo sự chuyển động mạnh mẽ ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2021, tạo tiền đề hoàn thành kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021-2025, thông tin trên báo Người Lao Động.
Trong chuyên mục tiến tới Đại hội 13 của Đảng trên báo Quân đội Nhân dân, Thiếu tướng Tiến sĩ Trần Đình Thăng có bài Xây dựng phát triển các khu kinh tế quốc phòng phù hợp với thế mạnh và nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Các khu kinh tế quốc phòng đã và đang phát huy hiệu quả trên nhiều mặt, góp phần tạo nên diện mạo, thế và lực mới cả về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên vùng đất biên cương của Tổ quốc. Nhưng quá trình triển khai vẫn bộc lộ một số tồn tại hạn chế trong chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp. Do đó, thời gian tới, cần đẩy mạnh xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế quốc phòng và phát triển bền vững kinh tế xã hội khu vực biên giới và biển đảo, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Không chủ quan trong tổ chức các sự kiện là bài viết một diễn đàn chủ nhật trên báo Nhân dân. Chúng ta đang cố gắng đưa các hoạt động của đời sống xã hội, trong đó có văn hóa, du lịch, thể thao về trạng thái bình thường mới, có nghĩa là phải gắn với phòng chống dịch bệnh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, trong đó phải đảm bảo việc thực hiện đăng ký và khai báo an toàn COVID-19 hàng ngày tại các cơ sở lưu trú du lịch, có phương án an toàn cho người lao động, khách tham quan và những người tham gia sự kiện, đẩy mạnh tuyên truyền, cập nhật thông tin, hướng dẫn phòng chống dịch tại các cơ sở tổ chức, điểm đến, đeo khẩu trang, khử khuẩn bắt buộc khi tham gia các sự kiện. Tin thế giới, thưa quý vị, hôm qua 9 tháng 1, thủ đô Tokyo của Nhật Bản ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận hơn 2.000 ca mắc COVID-19 mới. Theo đài truyền hình NHK, Tokyo đã ghi nhận thêm hơn 2.200 ca mắc COVID-19 trong ngày 9 tháng 1, nâng tổng số ca bệnh tại đây lên thành hơn 73.400 ca. Chính quyền ba tỉnh Osaka, Hyogo và Kyoto đã kiến nghị chính phủ mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp đến ba tỉnh này nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19. Theo Bộ trưởng Kinh tế Nishimura Yasutoshi, tình hình dịch bệnh tại các tỉnh này đang ở mức nghiêm trọng và kiến nghị trên đang được cân nhắc. Nhật Bản vào ngày 8 tháng 1 đã áp đặt tình trạng khẩn cấp đối với Tokyo và ba tỉnh lân cận là Saitama, Kanagawa và Chiba, kéo dài đến ít nhất là ngày 7 tháng 2. Người dân được yêu cầu hạn chế ra đường, các doanh nghiệp hạn chế số nhân viên đến văn phòng, hoạt động của các nhà hàng và quán bar cũng bị giới hạn. Tại Australia, giới chức y tế ngày 9 tháng 1 cho biết đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi nước này ghi nhận những trường hợp nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2 được phát hiện ở Anh và Nam Phi. Trong ngày 9 tháng 1, New South Wales, bang lớn nhất của Australia, đã ghi nhận một trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng trong bối cảnh lệnh phong tỏa tại khu vực phía bắc Sydney sắp kết thúc. Queensland, nơi ghi nhận một trường hợp nhiễm biến thể ở Anh vào tuần trước, trong ngày 9 tháng 1 không ghi nhận ca nhiễm mới nào. Tuy nhiên, giới chức bang này không loại trừ khả năng phải gia hạn lệnh phong tỏa nếu phát hiện thêm nhiều ca nhiễm. Brisbane, thủ phủ của bang này, bị phong tỏa từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 11 tháng 1. Các trường hợp nhiễm biến thể mới đã buộc chính phủ Australia cắt giảm số lượng hành khách quốc tế được phép nhập cảnh, yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính khi hạ cánh và thực hiện thêm xét nghiệm tại các cơ sở cách ly. Australia hiện đã ghi nhận khoảng 28.600 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 900 trường hợp tử vong. Đã có nghị sĩ đầu tiên thuộc đảng Cộng hòa Mỹ lên tiếng yêu cầu Tổng thống Donald Trump từ chức sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol. Trước đó, nhiều thành viên đảng Dân Chủ đã đề xuất kích hoạt tu chính án 25 để phế truất ông Trump. Trong bài phỏng vấn ngày 8 tháng 1 với tờ Anchorage Daily News, thượng nghị sĩ Lisa Murkowski của bang Alaska tuyên bố: "Tôi muốn ông ta từ chức. Tôi muốn ông ta biến đi. Ông ta đã gây ra đủ thiệt hại rồi." Thượng nghị sĩ Murkowski còn chỉ trích ông Trump không tập trung vào những gì đang xảy ra trong đại dịch COVID-19, phản bội các quan chức trung thành, bao gồm Phó Tổng thống Mike Pence, và chỉ muốn ở lại Nhà Trắng vì chức danh Tổng thống. Bà Murkowski là thành viên đầu tiên của đảng Cộng hòa kêu gọi ông Trump từ chức sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol, mà nhiều lãnh đạo cấp cao của Mỹ gọi là nỗi hổ thẹn của nền dân chủ Mỹ. Hạ viện Mỹ đang thúc đẩy việc luận tội ông Trump, dù chỉ còn hơn 10 ngày nữa là ông kết thúc nhiệm kỳ. Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát sẵn sàng xúc tiến bỏ phiếu luận tội sớm nhất là vào giữa tuần sau, nếu như ông Pence và các bộ trưởng tiếp tục chần chừ không kích hoạt tu chính án số 25 để phế truất ông Trump. Qatar và Ả Rập Xê Út đã mở lại biên giới trên bộ sau khi hai nước khôi phục lại quan hệ theo một thỏa thuận lịch sử đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC diễn ra đầu tháng này. Thỏa thuận cũng đã chấm dứt sự rạn nứt kéo dài suốt 3 năm rưỡi qua giữa Qatar với 3 quốc gia khác trong khối.
Qatar và Ả Rập Xê Út chỉ có một cửa khẩu biên giới trên bộ là Abu Samra. Cửa khẩu này đã bị đóng lại từ tháng 6 năm 2017 và vừa được mở lại ngày 9 tháng 1. Nguồn tin từ phía Qatar xác nhận hoạt động qua lại cửa khẩu Abu Samra đã được nối lại vào 14 giờ ngày 9 tháng 1 tính theo giờ Việt Nam. Đây là động thái bình thường hóa quan hệ đầu tiên giữa Qatar và Ả Rập Xê Út kể từ khi Riyadh và ba quốc gia đồng minh gồm UAE, Bahrain và Ai Cập nhất trí khôi phục hoàn toàn quan hệ với Qatar tại hội nghị thượng đỉnh GCC hôm 5 tháng 1 vừa qua. Trong tuyên bố đưa ra hôm 8 tháng 1, UAE cũng cho biết sẽ mở lại cửa biên giới trên bộ, trên biển và không phận với Qatar từ ngày 9 tháng 1. Tiếp theo là một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Tây Ban Nha đã được đặt trong tình trạng báo động sau khi một cơn bão tuyết lớn quét qua nước này, làm gián đoạn giao thông trên diện rộng và khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Quân đội đã được điều động để giải cứu nhiều người mắc kẹt trên các phương tiện, không thể di chuyển do tuyết dày. Nhà chức trách cho biết thủ đô Madrid chìm trong tuyết rơi dày nhất trong nửa thế kỷ. Toàn bộ các chuyến bay đến và rời khỏi thành phố này buộc phải tạm hoãn, khiến hàng trăm du khách bị mắc kẹt. Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha cho biết nhiều vùng ghi nhận lượng tuyết rơi dày đến 20cm, trong khi tại vùng núi có thể đạt 50cm. Theo dự báo, trận bão tuyết sẽ suy yếu và di chuyển theo hướng Đông Bắc vào hôm nay, 10 tháng 1. Trong khi đó, một vụ lở tuyết đã xảy ra tại một khu trượt tuyết ở thành phố Norilsk thuộc vùng Siberia của nước Nga, khiến 3 người thiệt mạng, gồm một cặp vợ chồng và đứa con sơ sinh của họ. Trong số những người được cứu sống, có một thiếu niên 14 tuổi bị thương nặng. Nhà chức trách cho biết, trận lở tuyết đã kéo lê một trong những cabin khỏi vị trí ban đầu tới 200 mét. Còn tại Pakistan, một vụ cháy đã xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở thành phố Karachi, khiến ít nhất 6 người bị thương. Lực lượng cứu hỏa phải mất nhiều giờ đồng hồ mới có thể kiểm soát được đám cháy. Nhiều tài liệu và thiết bị trong nhà máy hóa chất đã bị thiêu rụi. Bản tin sáng nay trở lại với phần tin trong nước. Cục Quân y Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết một năm công tác phòng chống dịch COVID-19 trong quân đội. Năm qua, quân đội đã triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, ngăn chặn kịp thời không để dịch lây lan trong các đơn vị quân đội, đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ như cách ly công dân, kiểm soát biên giới. Năm 2020, toàn quân đã chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, triển khai đồng bộ, quyết liệt, chặt chẽ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, khống chế ngăn chặn kịp thời, không để dịch bệnh lan rộng trong các đơn vị quân đội, được Đảng, Nhà nước biểu dương, khen ngợi, nhân dân cảm phục, tin yêu, làm sáng lên phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Tính đến hết năm 2020, toàn quân đã triển khai 174 điểm cách ly, tổ chức tiếp nhận, vận chuyển cách ly hơn 160.000 người, tiếp nhận 269 chuyến bay với hơn 69.000 người nhập cảnh qua đường hàng không, triển khai hơn 1.600 chốt biên phòng với hơn 7.000 cán bộ chiến sĩ để kiểm soát chặt biên giới. Với tình hình hiện nay, mặc dù trong nước đang được kiểm soát tốt, nhưng trên thế giới thì dịch bệnh đang phát triển có diễn biến khó lường. Quân đội tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị của chính phủ, quy định 5K của Bộ Y tế, kiểm soát chặt biên giới. Đối với lực lượng hợp tác quốc tế phải chấp hành nghiêm quy định trong nước cũng như nước sở tại. Trên 132.000 tấn gạo cùng nhiều vật tư, thiết bị phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn do thiên tai và phòng chống dịch COVID-19 trị giá hơn 200 tỷ đồng đã được xuất cấp kịp thời trong năm 2020. Thông tin trên tại họp báo của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, trong tổng số đó, riêng xuất cấp hỗ trợ cho các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai mưa lũ là gần 19.396 tấn, trị giá 213 tỷ đồng. Trong năm, Tổng cục cũng đã thực hiện xuất cấp các vật tư thiết bị cứu hộ cứu nạn trị giá gần 203 tỷ đồng. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới, Tổng cục đã lên kế hoạch xuất cấp cho hai tỉnh Quảng Nam và Nghệ An khoảng 1.700 tấn gạo, đồng thời đang tiếp nhận thông tin hỗ trợ cứu đói, giáp hạt, mỗi người 15kg một tháng cho đồng bào khó khăn của 6 tỉnh miền núi với số lượng khoảng 6.000 tấn. Với mục tiêu để Tết Nguyên đán Tân Sửu đến với mọi người, mọi nhà vui tươi, an toàn, tiết kiệm, Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch triển khai nhiều hoạt động chào đón năm mới, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt các chế độ chính sách. Thành phố dành hơn 813 tỷ đồng chăm lo cho các gia đình chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Tổng số đối tượng được chăm lo là khoảng 500.000 người, tăng khoảng 6.000 người.
Số tiền hỗ trợ tăng 9 tỷ đồng so với Tết Nguyên đán năm 2020, trong đó có khoảng 350.000 người diện chính sách có công, diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người gặp khó khăn do dịch COVID-19, khoảng 150.000 người là cán bộ công chức viên chức cùng nhiều đối tượng khác. Năm 2020, cuộc thi Bông Lúa Vàng do Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH tổ chức đã bước sang năm thứ 27 với nhiều kỳ vọng và quyết tâm gìn giữ phát huy hơn nữa những giá trị độc đáo của nghệ thuật đơn ca tài tử cải lương. Sau 6 tháng tranh tài của hơn 500 thí sinh đến từ mọi miền đất nước, ở vòng chung kết xếp hạng vừa diễn ra chiều qua ngày 9 tháng 1, thí sinh Nguyễn Thị Hàn Ni đến từ Bạc Liêu đã xuất sắc bước lên ngôi vị quán quân. Trích đoạn Sự Tết Cây Uyên Ương của thí sinh Nguyễn Thị Hàn Ni đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo cũng như khán giả theo dõi cuộc thi bằng giọng ca đầy cảm xúc và nội lực cùng khả năng hóa thân vào nhân vật ấn tượng. Không có gì mà vui sướng bằng hết á. Được đoạt giải này thì đương nhiên là Ni sẽ phát huy trong cái những chương trình nghệ thuật mà mình rất là đam mê. Ni sẽ ghi nhớ những gì mà ban giám khảo đã góp ý cho Ni. Một trong những điểm bất ngờ của cuộc thi năm nay là các thí sinh đã biết chủ động chọn nhiều tiết mục bài ca mới, không gói gọn trong các tiết mục quen thuộc như mọi năm. Giải thưởng năm nay cũng đã có nhiều thay đổi trong cách thức tổ chức, phù hợp với xu hướng mới, nhận được sự yêu thích và ủng hộ từ đông đảo khán giả mộ điệu. Ban tổ chức có một cái quá trình nghiên cứu hoàn thiện để tạo được cái sự hấp dẫn, thu hút các khán giả. Mỗi một thí sinh ngoài cái việc khoe sắc, khoe thanh, dàn dựng, tập diễn. Và đặc biệt lần này chúng tôi lại thấy rằng là các bạn chọn cho mình mỗi người một phong cách khác nhau. Ngoài giải nhất trị giá 100 triệu đồng, ban tổ chức còn trao một giải nhì, một giải ba và ba giải khuyến khích cho năm thí sinh còn lại đã xuất sắc hoàn thành phần thi ở vòng chung kết xếp hạng. Có thể nói qua gần 3 thập kỷ duy trì tổ chức, cuộc thi đã tìm kiếm được những giọng ca với lòng đam mê cải lương, có tiềm năng tiếp nối được các thế hệ đi trước, góp phần quan trọng bảo tồn nghệ thuật cải lương, đơn ca tài tử Nam Bộ, di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. Thưa quý vị, Trung tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát phối hợp cùng nhà xuất bản Trẻ vừa cho ra mắt cuốn sách Nhật ký phi công tiêm kích, qua đó nêu cao tinh thần, khí phách của một thế hệ thanh niên Việt Nam trong cuộc chiến đấu khốc liệt, không cân sức với không quân Mỹ hùng mạnh. Trung tướng Nguyễn Đức Soát bắt đầu viết nhật ký vào ngày 20 tháng 3 năm 1966, sau khi sang Liên Xô được 8 tháng. Ông viết đều từ khi học bay đến khi về nước, tham gia chiến đấu và ngưng lại ở ngày 31 tháng 12 năm 1972, một ngày sau khi Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc. Những trang nhật ký mình viết ngày xưa là không phải chỉ viết riêng về mình, mà viết về cả một cái thế hệ học sinh, sinh viên thời bấy giờ vào không quân. Và cái lòng yêu nước, trách nhiệm công dân trước cái vận mệnh sống còn của đất nước. Những cái lòng ham mê học bay, quyết tâm để có khả năng chiến đấu tốt, lập công. Cả những chiến công rất là oanh liệt của đồng chí, bạn bè mình. Cả những cái tổn thất mất mát của bây giờ. Nhập ngũ năm 1965, từ một anh lính bắt đầu học lái máy bay MiG-21 cho đến khi trở thành một trong những phi công có tài xạ kích giỏi nhất của không quân Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Đức Soát đã bắn hạ 6 máy bay Mỹ và được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi mới ở tuổi 27. Trung tướng Nguyễn Đức Soát từng giữ chức vụ Tư lệnh Quân chủng Không quân, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mới lúc bây giờ thì mình mới buổi 26 mới bước sang 27, tức là ngày 11 tháng 1 năm 73, tức là Mỹ mới ngừng ném bom có 12 ngày thôi, thì mình được tuyên dương anh hùng. Thế thì tôi nghĩ rằng là khi mình nhận cái danh hiệu ấy xong thì cái đầu tiên tôi nghĩ đến những đồng chí của mình đã hy sinh. Thế nhưng mà chiến công của họ lâu nay ít người biết đến. Thì nhật ký của tôi thì tôi viết về tất cả mọi người, về những cái trận đánh diễn ra mà mình chứng kiến hoặc là mình đồng hành cùng bạn bè. Thì tôi rất là muốn là để trước hết là người thân, gia đình của họ biết được cái thành tích, cái chiến công của ông mình, cha mình,
hoặc là thế hệ trẻ sau này cũng biết được cái lòng dũng cảm của cái thế hệ thanh niên thời bây giờ, không chỉ riêng trong không quân đâu, mà trong các lực lượng vũ trang khác như là trong bộ binh, trong pháo binh, trong tăng thiết giáp, trong cao xạ, tên lửa. Thế và tôi cũng có cái suy nghĩ là thế hệ trẻ bây giờ có điều kiện tiếp xúc khoa học kỹ thuật nhiều hơn, có điều kiện được trong được môi trường tốt hơn, thì chắc là họ sẽ chiến đấu, họ làm việc còn tốt hơn chúng tôi ngày xưa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Xin kính chào, tạm biệt.